có dùng wifi được đâu nha. Welcome to Mr. CK on the mix. Đúng chưa? Trời ơi, lâu quá mới gặp. Quý, lo cho anh cái chặt đi.
con gái. Quay quá kìa. Quay mốt mốt con coi phim mà con không quay mà mốt có phim không mặc con. Chứ làm phim đó. Đây gia đình của má Diễm đây. Trời ơi. Be mine.
Yeah.
Tạm ngừng tham quan, mình chui vô luôn, đi đường tắt vô luôn, nghiêm cấm không được leo rào, chui rào, cấm luôn, chui hết luôn, ai cũng chui hết. Trời ơi, trời quá. Can we still be friends?
Đoạn mình đã đi được đường gần là 7 km rồi nha. Mẹ chúng tôi đã bị lạc ở trong rừng sâu rồi. À, đi thẳng bên kia có tiếng người. Thì sao sợ ông bưng bao đá kìa, 15 20 phút rồi đó còn cái bao không luôn á. Đi. Tiếp tục. Đi lên, tiếp tục leo đi anh em. Nhiều đường đi quá, đi đường nào. Cố gắng nha, cố gắng á, cẩn thận. Ấy da, không đi. Đây là đoàn còn ở lại, mệt quá, ngồi thở tí xíu. Dắt lên đi, còn 5 cây số nữa. Sao? Tôi đâu có đây con chặt cho kêu. 7 cây số đường rừng rồi. Sau 3 cây số đường rừng tiếp tục. Tụi mình cũng đến được một điểm. Tiếp đi. Cái này là suối vô hang, không sao, mình sẽ đi đường tắt. Tiếp tục, anh em đi đường tắt. Đầu quân của ta. Lên. Tiếp tục checking. There's a light in your window. There's a light.
Trời ơi, đường này là đường tự kiếm đi luôn, nhưng mà đường mòn nha, không mòn mẹ gì đâu, đường là đường tự đi luôn á. Sau lưng còn cậu mở nữa nha, dắt lên cậu mở. Đi phải cúi đầu luôn á. Đường quê quá. Đường rừng không, đường rừng. Rồi tới đây bí đường hay sao? Ơi cây gai. Gai nha, gai nha. Gai bự nha. Mệt không? Giả báo hay gì vậy? Không. Từ từ cây gai cho con nghe. Đứa ơi, đi chân không hả? Trời ơi. Chết rồi đi chứ không. Trời ơi. Leo thăm thẳm luôn. Đường dốc mòn khúc khúc phỉ. Trời ơi sao quá. Tới hồ bự rồi, mình phải đi đường tắt, mình men theo khúc này mình đi đường tắt lên. Hồi cá quá trời nha anh em. Ôi, cá nè, cá đẹp, ôi cá thò tay xuống bắt được luôn. Ôi, dốc này là cao phải mười mấy mét. Đây là Long người hùng của đội, chồng của Nguyệt, ôm bao đá từ đỉnh nãy giờ mình quay phim cho mấy bạn coi nha. Đi đường rừng nãy giờ gần 5 km mà anh vẫn ôm bao đá, kinh khủng thiệt. Rồi đi đâu, đi tiếp tục đi, rồi quá. Rồi cũng tới được tuyệt thành công chưa, nó tới cho mình thôi còn mới nữa được à. À chưa, từ từ đây làm cần câu đây. Kê kê đi 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 cần câu chơi luôn. Anh theo nhờ bẻ cây rừng. Giữ luôn. Chương trình chuyên lũ đạn nè nè, người đang biết cho nó mát người chuyện quá. Ta chạy quá dữ. Tiếp tục chuyên lũ đạn quá. Nhạc đó hả? Cái hình đi có đó. Lũ đạn bố ơi. Tiếp tục. Ngừng lon cho nó mát. Lũ đạn thương không cho lũ đạn hả? Đủ chưa anh không luôn. Một người từ chối. Ôi nạp tiên cá, Rồi tiếp tục chương trình bắt bếp đêm khuya. Phê hả các bạn? Nửa thùng bia, hai bịch đồ, đi 7 cây số, đường chất kim, đường rừng, leo núi không? Muốn hết BD luôn. Hết BD luôn.
sao? Cắt thịt tương luôn hả? Răng ăn bán dữ vậy. Dạng bắt cá đi. Rồi. Dính được con cá rồi. Bắt lên. Trời ơi, bự quá. Vô mà anh ơi. Trời ơi. Bắt được con cá luôn. Sâu không? Mà nó sâu chưa? Sâu quá, tại thấy nước xanh này là biết sâu rồi đó. Thêm một tờ cần thủ đó, lòn ở bên vách núi. Cần thủ. Bên đây là cụ cần thủ. Dính dính tiếp, dính tiếp. Bắt được cá nữa rồi. Thôi mình kho được nguyên cái tổ. Dính nữa, bên đây có hai cần thủ nha. Hai cần thủ núp bóng ở đây là dữ lắm nè. Khu vực mình đang ở đây là treo leo ha, treo leo đồi núi. Là treo leo dưới chân mình là dắt mé ở bên bên kia sông Đuống nha. Chúng tôi đã đi đến một cái eo biển, tới một cái eo, bây giờ phải tìm đường đi, tìm đường mới đi được qua cái eo đó được. Phía dưới là dòng sông. Cần thủ bơi một mình một tay qua luôn. Thôi, bắt được con cá.
sao? Bắt được một em chạy xuống. Ôi ôi, đã không? Bự bằng bàn tay mén luôn. Quá bự hơn luôn nè. Đó, ghê thiệt. Rồi cho lên dĩa luôn. Em không biết luôn. Dĩa lên đó. Ui. Trời ơi. Quá ngon luôn. Ngon lành cành đào luôn. Ngon lành cành đào. Thiện ơi, Thiện ơi. Trời ơi, không có mặt ở đây là chết rồi, thấy chưa? Cá suối nè. Bơi ngược dòng luôn á. Á trời luôn. Trời ơi, nguyên hội mình có ăn không? Hội bên đây là nướng không? Chưa ăn được cái gì hết luôn. Vô, vô, vô. Đúng rồi, đúng rồi, vô đây. Ôi ôi, bắt cá cao thủ luôn. Quá trời luôn. Dép xuống đá luôn. Đây đây nữa nè chú nè, nó cần thủ luôn. Quá dữ. Dữ thiệt. Ơi. Thôi thôi thôi, nó vô người nó luôn á, nó không nó quậy lắm. Rồi, ngồi xuống bơi đi. Kìa mọi người đang quanh đây bơi nè. Qua hồ nhỏ kìa. Qua hồ nhỏ bơi. Trời ơi, bơi thiệt. Vô rừng. Ồ, cá suối xỉa vô. Bách sảy luôn. Thảo ơi. Vô phá. Vô. Ơi, từ từ. Chưa gì hết trẹo mình rồi. Trời ơi, cắt được không sao. Rồi, lên trên cao nè. Từ từ, rồi. Trời ơi, hay hả? Trời. Ghê hả? Vô. Trời ơi, thành quả của chúng mình đó, lên rừng xuống núi. Lên rừng xuống núi mới được như đây. Vô 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 cậu. Vô 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 luôn. Vô ơi. Ba. Cho chú đâu bắt được cái gì. Ôi ôi, đúng là thương ghê thiệt, phải không? Sao mẹ con mới bắt không, phải không? Con nói thiệt đi. Đi qua đây. Đúng rồi. Giờ anh em đã thỉnh rồi, bây giờ về không biết đường về luôn. Bây giờ đi tìm đường về, nãy giờ lạc 2-3 vòng rồi. Lạc tùm lum hết. Ghê quá. Cái này ra kịp trước trời tối nha. Đúng rồi. Ra mà trời. Trời mà coi. Tối cái là xong luôn á. Trời. Bây giờ đi kiếm đường ra hơi bị chua nha.
đúng không? Đúng đường, đúng đường. Đúng đường không? Chúng còn đang kiếm đường đi. Vẫn đang kiếm đường. Vẫn đang kiếm đường. Chưa thì ra khỏi được. Tới đường ra rồi mà không biết đường ra, đang bí đường. Để chân không mà chịu gì nổi. Đường này mà tối tối xíu nữa là hết đường ra luôn á. Tiếp tục kiếm con đường thăm thẳm chiều trôi luôn. Rồi ơi, leo đi, leo quê lòi luôn. Quê rồi. Đi đúng đường rồi, mình đi đúng đường rồi. Giờ mình tới một cái hồ thứ ba nữa. Đúng đoạn rồi. Còn 2 cây số nữa mình sẽ vượt khỏi đường rừng. Cố lên. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, cố lên để không thôi trời tối. Bắt cao đi. Được không? À, cảm giác sau khi check-in 7 cây số đường rừng. Quay 5 ký. Quay báo me. Báo me giờ cả. Báo me luôn, đi chân không không nha, nãy giờ mới mang được dép. Rồi xuống được 5 ký rồi. Dạ. Dạ. Cái đường đây mình vô là giờ đó, đường ra đó. Còn cậu keo kìa. Sao cậu keo? Cảm giác khỏe, sao? Khỏe. Khỏe, còn khỏe. Đi trong cái vôi nổi nè. Đỉnh ghê. Quá đẹp luôn. Đi bộ về kìa, quanh kia, quanh kia. Sau khi lên rừng thì chúng ta đã xuống được đâu bao Dương, cái bo xuống được Đại Dương hả? Đại Dương mình mong sống. Giờ là đi luôn đúng không? Rồi, giờ đi luôn. Okay, don't bother.